Phạm Băng Băng diện váy ngủ mỏng tang làm beauty blogger gây sốc với mặt mộc ở tuổi 40. Những hình ảnh mới đây của Phạm Băng Băng đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong làng giải trí xứ Trung, nhắc đến mỹ nhân hạng A sở hữu visual hoàn hảo, mặt mộc đẹp nhất nhì showbiz, người hâm mộ chắc chắn nhớ đến Phạm Băng Băng. Nữ diễn viên được mệnh danh là nữ hoàng nhan sắc không chỉ của Trung Quốc mà của cả toàn châu Á. Những lần cô nàng khoe gương mặt không son phấn, dân tình đều chỉ có thể suýt xoa choáng ngợp. Mới đây, Phạm Băng Băng gây chú ý khi đăng lên trang cá nhân video về trang điểm đơn giản đời thường. Phạm Băng Băng khiến dân tình xấu sang với hình ảnh mặc váy hai dây mỏng tang hững hờ. Ngôi sao Hoàng Châu Cách Cách cho biết nếu không có lịch ghi hình, cô hầu như không trang điểm. Phạm Băng Băng tiết lộ khi ra đường, cô nàng chỉ cần 5 phút chuẩn bị, từ chăm sóc da cho tới make up. Các bước làm đẹp buổi sáng của cô gồm thoa kem dưỡng làm mềm da, kem làm trắng da, vỗ nhẹ lên mặt để da thấm hút nhanh. Sau đó người đẹp bôi BB cream hoặc kem chống nắng. Phạm Băng Băng tiết lộ, hàng ngày cô chuốt lông mày bằng bàn chải đánh răng trước khi ra phố. Nàng võ mỹ nương vừa nói vừa quay lại khoảnh khắc tô son, chải tóc, thành quả cuối cùng đẹp lay động lòng người. Video của mỹ nhân họ Phạm nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đặc biệt trong những ngày đầu năm mới, Phạm Băng Băng đã chiêu đãi fan lục địa với hình ảnh chụp cận dung nhan không tì vết ở tuổi ngoài 40 của mình. Dù clip khá ngắn nhưng Phạm Băng Băng đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác với gương mặt mộc mịn màng, không có nếp nhăn nào xuất hiện quanh vùng mắt và miệng. Không chỉ vậy, nữ thần xứ Trung còn sở hữu làn da trắng bật tông. Nhiều người hâm mộ đã bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ và khen ngợi nhan sắc rạng rỡ của nữ diễn viên. Có thể thấy Phạm Băng Băng dù đã hoạt động mấy chục năm trong showbiz nhưng làn da mặt của cô vẫn rất căng miệng, trắng trẻo và hồng hào. Các đường nét luôn khiến chị em phải trầm trồ và ao ước. Sau thời gian tìm cơ hội tái xuất làng giải trí nhưng không thành công, thậm chí còn bị liệt vào danh sách sao xấu vì scandal trốn thuế, hiện Phạm Băng Băng hoạt động như một beauty blogger, thường thực hiện các video giới thiệu sản phẩm làm đẹp, cách trang điểm. Ngoài ra, cô còn kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm riêng. Được biết, đây không phải là màn chào sân với cương vị beauty blogger mà thực ra người đẹp họ Phạm đã dấn thân vào con đường làm đẹp từ lâu. Trang blog của Phạm Băng Băng cũng có nhiều video mà người đẹp từng chia sẻ về những phương pháp hay các sản phẩm làm đẹp được cô sử dụng rồi mới đưa ra nhận xét. Tuy vậy, nếu như trước kia, mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ thường xuyên chia sẻ những sản phẩm và phương thức chăm sóc da đắt tiền, thì trong những bài đăng gần đây, Phạm Băng Băng đã lăng xê một sản phẩm thuộc hàng nội địa Trung Quốc có giá chỉ ở tầm trung bình, thậm chí cô còn dùng cả bàn chải đánh răng để làm đẹp. Giữa năm 2018, Phạm Băng Băng khiến showbiz Hoa ngữ chấn động khi vướng vào bê bối trốn thuế, cô phải nộp phạt lên tới 128 triệu đô la Mỹ, gần 3.000 tỷ đồng. Scandal lớn khiến cho Phạm gia lao đao một thời gian dài, nhiều nhãn hàng cô từng làm người đại diện đã hủy bỏ hợp đồng, thậm chí một bộ phim bom tấn cũng gạch tên nữ diễn viên. Ngoài trừ dự án điện ảnh 3 năm, đến nay Phạm Băng Băng chưa có tác phẩm mới, trang cá nhân cũng giảm lượng tương tác so với trước. Sau 2 năm bị cấm sóng, Phạm Băng Băng vẫn đang tìm cách quay lại giới giải trí, cô chụp ảnh tạp chí dự sự kiện có quy mô vừa phải. Tuy nhiên với những scandal liên tiếp của Trịnh Sản, Ngô Dực Phàm, Trương Trích Hạng và mới đây là Triệu Vy, ngày 2 tháng 9 năm 2021, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc đã đưa ra các quy định cấm các ngôi sao có vết nhơ về đạo đức, luật pháp xuất hiện trên truyền hình. Do đó, những nghệ sĩ trong tầm ngắm như Phạm Băng Băng chắc chắn bị kiểm soát chặt hơn. Sina nhận định Phạm Băng Băng khó có thể đóng phim tiếp chứ đừng nói đến việc trở lại thời kỳ đỉnh cao. Tương lai nghệ thuật của nữ diễn viên võ mỹ nương truyền kỳ có thể đóng lại vĩnh viễn, nhưng cô đang khá thành công khi chuyển hướng sang kinh doanh mảng mỹ phẩm làm đẹp với công ty riêng mang tên Farm Beauty Secret. Tháng 11 năm ngoái, doanh số bán hàng của công ty đạt 54 triệu nhân dân tệ, 8,3 triệu đô la Mỹ. Từ tháng 7 năm 2021, Farm Beauty Secret mở rộng kinh doanh không chỉ mỹ phẩm, sắp tới cô kinh doanh quần áo, tổ chức sự kiện và quản lý nghệ sĩ.